Chúng ta đều biết đến cây kinh giới và cây kinh giới phổ biến ở nhiều nơi. Kinh giới được sử dụng để làm rau gia vị và cũng sử dụng để làm thuốc. Cây kinh giới cho ra nhiều bài thuốc và tác dụng. Trong video này mình chỉ tập trung nói về những bài thuốc, những tác dụng cầm máu của cây kinh giới. Cây kinh giới được dùng tươi cũng có khi là dùng khô bằng cách là phơi hoặc là sấy nhẹ cho khô. Theo y học cổ truyền thì cây kinh giới có vị cay, đắng, mùi thơm, tính ấm vào hai kinh là phế và can, có tác dụng là làm ra mồ hôi, thanh nhiệt, tán hàn, khu phong, chỉ ngứa, tán ứ, phá kết, sao đen thì chỉ huyết. Cây kinh giới thường được sử dụng để chữa cảm mạo, sốt, cúm, nhức đầu, hoa mắt, phong thấp, đau xương, đau mình, viêm họng, nôn mửa, sởi, lở ngứa, mụn nhọt. Sao đen thì dùng để chữa băng huyết, rong huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, còn dùng để chữa phụ nữ sau khi sinh đẻ, bị trúng phong, hàm răng cắn chặt, chân tay cứng đờ. Với liều dùng là ngày dùng từ 6 cho đến 16 gam dược liệu khô dưới dạng thuốc sắc, thuốc hám hoặc là thuốc bột. Cũng có khi là giã nát dùng tươi với liều lượng là 30 gram. Và các bạn lưu ý, những trường hợp tự ra mồ hôi nhiều không nên dùng. Tinh dầu của cây kinh giới được dùng ở Nhật Bản để làm thuốc hạ nhiệt và lợi tiểu. Như vậy, để cầm máu trong các trường hợp chữa băng huyết, rong huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu thì các bạn cần phải sao đen. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết từng bài thuốc một. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đi ngoài da máu. Để chữa đi ngoài da máu thì các bạn sử dụng kinh giới sao lên, tán nhỏ, dùng với liều lượng 8 gram, uống với nước cơm. Tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa chảy máu cam, băng huyết. Để chữa chảy máu cam, băng huyết thì các bạn sử dụng hoa kinh giới với liều lượng 15 gram. Nước 200 ml, các bạn sắc còn 100 ml và uống 2 cho đến 3 lần trong ngày. Tiếp theo, bài thuốc thứ 3 là bài thuốc dùng để chữa hậu môn trực tràng lở loét đi ngoài da máu. Thì các bạn sử dụng kinh giới và lá trắc bá. Cả hai vị các bạn sao vàng lên cho hơi cháy một chút và sử dụng để sắc uống với liều lượng là mỗi vị từ 15 cho đến 20 gram. Và các bạn kết hợp với việc ngâm ngoài bằng cách sử dụng nước bổ kết để ngâm rửa. Vừa rồi là những tác dụng và bài thuốc sử dụng để cầm máu. Trong đó có bài thuốc chữa đi ngoài da máu, rồi là chữa chảy máu cam, băng huyết và bài thuốc dùng để chữa hậu môn trực tràng lở loét đi ngoài da máu. Ba bài thuốc mình đã nói một cách rõ ràng, bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ thêm một bài thuốc nữa. Bài thuốc này là dùng để chữa rốn trẻ sơ sinh bị ướt không khô. Để mà chữa rốn trẻ sơ sinh bị ướt không khô thì các bạn chỉ cần sử dụng cây kinh giới nấu nước để rửa, rất đơn giản vậy thôi. Chào các bạn nhé. Đây chính là dây hoàng đằng mà tôi đã đem về nhà trồng, trồng được khá là lâu rồi. 6 đến 7 năm ấy, không nhớ rõ nữa. Cho nó leo lên cây cau. Đây các bạn thấy không? Dây này to lắm. Tí nữa để các bạn xem gốc của nó nhá, to lắm ấy. Ở đây còn có cả cây lá khôi nữa đây. Cây khôi này khá là to. Đây để các bạn xem phần gốc của nó này. Dây này to, trồng lâu năm rồi mà. Đấy các bạn xem, nó cái thân phần gốc nó xù xì ra, chỗ này nó ra mấy cái rễ củ của nó đây này, màu vàng. Các bạn để ý xem nha, cái rễ củ nó màu vàng đây này, nhiều lắm. Bên dưới chắc là to lắm đấy, lâu trồng lâu rồi mà, chưa đào lần nào luôn nhá. Cứ để nó lên tự nhiên như vậy. Đấy. Gốc nó khá là to. Đây các bạn thấy không? To thế này cơ mà. Ra xù xì rồi.
Trước kia thì cây hoàng đằng này thường xuất hiện ở trong rừng già hoặc là rừng tái sinh trên các đồi núi đất. Ngày nay thì không còn nhiều nữa do sự khai thác một cách quá mức. Nếu như mà chúng ta khai thác chỉ lấy mỗi phần củ thôi, còn phần gốc rễ thì chôn lại thì nó sẽ mọc lên được, sẽ tái sinh được. Tuy nhiên thì có nhiều người khai thác, người ta đào hết cả gốc rễ lên, cho nên nguồn dược liệu đã bị cạn kiệt đi một cách rất là nhanh chóng. Cây này thì cũng dễ sống thôi các bạn ạ. Như các bạn thấy mình đem về nhà trồng, trồng ngay vào gốc cau này thôi. Thế mà cây phát triển khá là nhanh. Các bạn xem bây giờ đã to thế này rồi, lên rất tốt, ra nhiều rễ củ. Còn đây là phần lá của nó, các bạn xem, lá của nó khá là to, hình bầu. Đấy, cũng có các gân chính nổi lên khá là rõ. Lá màu xanh bóng, bóng không có lông đâu. Theo y học cổ truyền thì cây hoàng đằng có vị đắng, tính hàn, vào hai kinh là tâm và can, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, lợi thấp, thông tiện. Hoàng đằng thì thường được dùng để làm thuốc bổ đắng, chữa các chứng viêm tấy, kiết lỵ, tiêu chảy, sốt rét, bệnh về gan, nóng trong, lở ngứa ngoài da, mắt đỏ, có màng, viêm tai, chảy mủ. Liều dùng từ 6 cho đến 12 gram, có thể dùng dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột hoặc là thuốc viên. Sau đây mình sẽ nói một cách chi tiết hơn về từng bài thuốc một về cây hoàng đằng này. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa kiết lỵ. Để chữa kiết lỵ thì dùng rễ của cây hoàng đằng, phần rễ củ cây hoàng đằng, đem về phơi khô, thái nhỏ, tán bột. Và dùng vỏ thân cây mức hoa trắng, nấu với 2 lần nước rồi cô thành cao mềm, ngày uống 2 lần. Mỗi lần uống 6 gram bột hoàng đằng và 1 gram cao mức hoa trắng. Đấy là cách để chữa kiết lỵ. Ngoài ra thì cây hoàng đằng còn được sử dụng ngoài bằng cách là sử dụng nước sắc của cây hoàng đằng dùng để rửa vết thương. Cũng có thể là sử dụng nước sắc của thân lá cây hoàng đằng này nấu nước tắm để mà chữa đau lưng. Các trường hợp như là mụn nhọt hoặc là bị bỏng thì cũng sử dụng cây hoàng đằng để chữa bằng cách là dùng phần rễ củ của cây hoàng đằng mài với nước dùng để bôi ngoài để mà chữa mụn nhọt, chữa bỏng. Như vậy các bạn thấy cây hoàng đằng được dùng để chữa lỵ và các bệnh ngoài da, hoặc là xác nước để mà rửa vết thương, thì mình đã nói một cách rõ ràng rồi. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào các bạn nhé. Đây chính là dây ký ninh. Dây này thì cũng dễ nhận ra thôi các bạn ạ. Các bạn xem lá của nó có hình tim. Và một đặc điểm dễ dàng nhận ra nữa, đấy chính là cái phần dây của nó. Nó nổi lên các nốt sần thế này đây. Dây này nó thường leo lên các cây cao rồi nó buông thõng các cái rễ xuống. Đây này, dây này đã bị lấy xuống rồi chứ còn ở trên như kiểu. Xa thế này thì các bạn sẽ không thấy được. Có nhiều lắm. Một đặc điểm nữa là cái vị của nó cực kỳ đắng các bạn nhé. À, đây là cái rễ của nó đây này. Rễ này nó buông xuống cao lắm các bạn ạ. Có thể là dây nó ở hàng chục mét trên cây nhưng mà cái rễ này nó buông xuống được tới đất luôn ấy. Buông cách mặt đất hàng chục mét luôn. Đấy. Nó buông xuống đến tận đất luôn. Rễ thế này. Dây này là lấy xuống rồi chứ. Nó đắng lắm ấy. Cái dây ký ninh này, vị cực kỳ đắng luôn đấy. Dây mềm luôn. Dây này to rồi. Bẻ. Nó cũng có nhựa.
Về bộ phận sử dụng chính là phần thân dây của dây ký ninh. Các bạn chọn những dây già rồi, những dây già là những dây đã nổi lên các vết sần sùi như thế này đây. Theo đông y thì dây ký ninh có vị đắng, tính mát, có tác dụng là giải nhiệt, hạ sốt, làm ra mồ hôi, tiêu đờm, tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu, lợi tiêu hóa, dùng làm thuốc bổ đắng. Thường thì người ta sử dụng dây ký ninh dùng để chữa sốt rét, cảm cúm, phát ban, ho, làm thuốc bổ đắng giúp tiêu hóa, tiêu mụn nhọt, lở loét, đắp vết thương, trị ghẻ. Dây ký ninh được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau, có thể sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc là thuốc bột, thuốc viên. Cũng có khi người ta dùng để ngâm rượu uống hoặc là nấu thành cao, có thể là sử dụng khô hoặc là tươi. Còn được dùng để nấu nước rửa mụn nhọt, lở loét, vết thương hoặc là sắc đặc để bôi chữa ghẻ. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng về từng bài thuốc một để các bạn có thể dễ dàng áp dụng nhé. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa ghẻ. Để mà chữa ghẻ thì các bạn sử dụng dây ký ninh này. Các bạn sắc thật đặc vào, đun lấy cái nước nó đặc vào để mà bôi, để chữa ghẻ. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, bài thuốc thứ hai chính là dùng để chữa mụn nhọt, lở loét, vết thương. Thì trong trường hợp này, các bạn sử dụng dây ký ninh nấu nước để mà rửa mụn nhọt, để chữa mụn nhọt, lở loét, vết thương. Các bạn cũng có thể sắc đặc. Còn đối với trường hợp đầu tiên là dùng để bôi chữa ghẻ thì các bạn cần sắc thật đặc vào. Còn trường hợp thứ hai này là bôi rửa vết thương rồi là vết loét chữa mụn nhọt thì các bạn cũng sắc đặc nhưng không cần quá đặc như trường hợp đầu tiên đâu. Tiếp theo bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa trâu bò gầy yếu biếng ăn. Để mà chữa trâu bò gầy yếu biếng ăn thì các bạn chỉ cần giã một đoạn dây ký ninh tươi dài tầm 20 đến 30 cm thôi, vắt lấy nước và lấy cái nước đấy cho uống. Tuy nhiên thì để uống trực tiếp như vậy thì sẽ rất đắng, cho nên người ta cũng sử dụng một cách nữa. Đấy chính là dùng dây ký ninh chặt nhỏ, phơi khô, tán bột, mỗi lần là dùng 10 cho đến 20 gram, trộn với bột ngô hoặc là thóc để mà cho trâu bò ngựa gầy ốm biếng ăn, cho nó ăn để chữa biếng ăn gầy ốm. Ngoài ra thì người ta còn dùng để chữa sốt, sốt rét. Thì ngày nay việc chữa sốt, sốt rét thì chủ yếu là dùng tân dược thôi. Và mình đưa ra bài thuốc này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về dây ký ninh. Bài thuốc dùng để chữa sốt, sốt rét. Cách làm như sau. Các bạn dùng dây ký ninh có thể dùng tươi sắc uống với liều dùng là ngày dùng 20 g, uống liền 3 ngày. Trên đây là những thông tin về dây ký ninh. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúng ta biết đến cây mùi tàu thường được sử dụng để làm gia vị cho các món ăn. Còn trong dân gian cũng như trong y học cổ truyền thì mùi tàu cũng được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh với tác dụng rất tốt. Mùi tàu thường được sử dụng để chữa đái dầm, chữa tiêu hóa kém, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, chữa cảm mạo, ăn không tiêu. Cây mùi tàu còn được sử dụng cùng với quả bồ kết để làm nước gội đầu. Theo y học cổ truyền thì mùi tàu có vị cay, đắng, tính ôn, có tác dụng là hành khí, kiện vị, kích thích tiêu hóa, sơ phong, giải biểu. Mùi tàu là một loại rau gia vị thường dùng để làm mất mùi tanh và tăng mùi thơm vị ngon của thức ăn, có thể ăn sống hoặc là nấu chín. Ngoài ra thì mùi tàu được dùng để làm thuốc chữa tiêu hóa kém, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, viêm ruột, liều dùng hàng ngày từ 10 cho đến 20 g dưới dạng thuốc sắc. Phụ nữ thì thường dùng cây mùi tàu phối hợp với quả bồ kết để làm nước gội đầu, để làm sạch gầu và thơm tóc. Ở Trung Quốc thì mùi tàu được dùng để chữa bụng đầy hơi, tiêu hóa kém, viêm ruột, tiêu chảy, sốt, cảm mạo.
Ở Malaysia thì rễ mùi tàu phối hợp với cam thảo nam để chữa bệnh đau dạ dày. Ở Ấn Độ thì rễ mùi tàu cũng được dùng để làm thuốc kiện vị. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng hơn từng bài thuốc một để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cây mùi tàu. Thứ nhất là bài thuốc được dùng để chữa tiêu hóa kém, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Cách làm như sau. Các bạn dùng mùi tàu với liều lượng 20g, củ sả 12g, tử tô 12g, gừng sống 12g, sắc nước, chia làm nhiều lần uống trong ngày. Tiếp theo, bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa sốt, cảm mạo, ăn không tiêu. Cách làm như sau. Các bạn dùng mùi tàu dùng khô với liều lượng là 10g, cam thảo nam 6g, nước 300ml, đun sôi, giữ sôi 15 phút, uống lúc nóng, làm 3 lần trong ngày. Tiếp theo là bài thuốc dùng để chữa đái dầm. Để chữa đái dầm thì các bạn làm như sau. Dùng mùi tàu với liều lượng 20g, rau ngổ 20g, cỏ mần trầu 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g. Tất cả các vị này các bạn dùng khô, sắc nước uống và uống sau bữa ăn chiều. Còn trong dân gian thì người ta còn sử dụng cây rau mùi tàu này phối hợp với quả bồ kết để làm nước gội đầu. Đây chính là những bài thuốc và tác dụng của cây mùi tàu mình đã nói một cách rất rõ ràng từng bài thuốc một rồi nhé. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Trong đấy có bài thuốc dùng để chữa đái dầm, khá là hay đấy. Bài thuốc này rất là thực tế. Thì các bạn chỉ cần sử dụng rau mùi tàu, rau ngổ, cỏ mần trầu, cỏ sữa lá nhỏ, thái nhỏ phơi khô. Thì các vị này với liều lượng bằng nhau mỗi vị 20g, riêng cỏ sữa lá nhỏ là 10g thôi. Các bạn sắc uống và uống sau bữa ăn chiều, sử dụng như vậy thì sẽ có hiệu quả. Đối với cây rau muống thì không chỉ ở Việt Nam mình mà nhiều nước trên thế giới người ta cũng sử dụng cây rau muống để chữa bệnh với những tác dụng rất tốt. Theo Đông y thì rau muống có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng giải độc, sinh da thịt, nhuận tràng, lợi tiểu. Trong dân gian, rau muống thường được dùng để trị táo bón, đái dắt. Rau muống còn được dùng để làm chóng liền da thịt, cho vết thương, mụn nhọt, chóng liền miệng. Ngoài ra, người ta còn sử dụng để mà chữa ngộ độc, say sắn. Do rau muống có tác dụng làm cho chóng sinh da thịt, chóng liền miệng, vết thương, vết mụn nhọt, cho nên người ta thường sử dụng để mà đắp vào những nơi bị mụn nhọt, loét hoặc là chỉ, áp tơ, sưng tấy và vết thương bằng cách sử dụng lá rau muống giã hoặc vo nát để mà đắp vào. Để mà chữa nhuận tràng thì người ta sử dụng phần thân rễ của cây rau muống để xắt nước uống làm thuốc nhuận tràng. Còn đối với trường hợp bị ngộ độc do say sắn thì người ta sử dụng cây rau muống, dùng toàn bộ cây rau muống, cây và lá giã ra rồi vắt lấy nước cốt để uống, uống thật nhiều để giải độc khỏi say sắn. Và ở các nước khác, khu vực Đông Nam Á, người ta cũng sử dụng phần thân rễ của cây rau muống dùng để làm thuốc nhuận tràng. Lá của cây rau muống thì người ta cũng sử dụng để mà đắp trị mụn nhọt, lở loét, chỉ, bệnh áp tơ, sưng tấy và vết thương. Ở Indonesia, người ta còn sử dụng nước sắc của phần thân rễ rau muống làm thuốc nhuận tràng để giải độc trong trường hợp ngộ độc thuốc phiện hoặc là thạch tín hoặc là uống nước ô nhiễm và cũng dùng để làm nước rửa chỉ, trị chỉ. Và việc ăn nhiều rau muống hoặc là uống nước sắc toàn cây có tác dụng an thần trong các trường hợp mất ngủ, stress, nhức đầu, suy nhược cơ thể và chảy máu nhiều. Nước sắc lá dùng để trị ho. Người ta còn sử dụng để trị bệnh nấm da bằng cách dùng lá rau muống non cùng với ngọn của cây vòi voi để mà giã nát,
đắp trị bệnh nấm da. Phần thân của cây rau muống, người ta còn sử dụng đắp để trị mụn nhọt bằng cách giã nát cùng với ít vôi bột, lá khoai lang và lá dền gai để mà đắp trị nhọt. Còn ở Campuchia, người ta sử dụng để trị sốt mê sảng bằng cách dùng cây rau muống giã nát để đắp trị sốt mê sảng. Lá non thì dùng để trị nấm ở da. Còn ở Brunei thì người ta dùng để làm thuốc hạ sốt bằng cách dùng lá của rau muống sao lên rồi sắc uống để hạ sốt. Ngoài ra thì ở Ấn Độ người ta còn sử dụng dịch ép của rau muống để làm thuốc giải độc thuốc phiện và thạch tín. Dịch ép khô để tẩy lá và thân có tác dụng làm mát. Rau muống cũng được dùng để trị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và trĩ. Uống dịch ép rau muống tươi mỗi lần 2-5 ml ngày 4 lần để mà trị bệnh gan. Như vậy các bạn cũng thấy là không chỉ ở Việt Nam mình mà các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, người ta cũng sử dụng cây rau muống với những tác dụng gần tương tự như nhau. Như là dùng làm thuốc giải độc này, dùng để trị bệnh trĩ này, rồi là dùng để đắp mà chữa mụn nhọt, vết thương này. Để mà trị trĩ thì các bạn cũng có thể sử dụng nước sắc của cây rau muống để mà rửa, để trị trĩ. Còn đối với các trường hợp như mụn nhọt, lở loét thì các bạn cũng có thể sử dụng lá của cây rau muống giã nát ra để mà đắp vào để trị mụn nhọt, lở loét. Còn đối với các trường hợp ngộ độc như là say sắn hoặc là ngộ độc thạch tín hoặc là ngộ độc thuốc phiện thì các bạn cũng có thể sử dụng nước ép của cây rau muống để mà uống, để giải độc, uống càng nhiều càng tốt. Cây dứa được sử dụng phổ biến với những bài thuốc hay và hiệu quả. Theo y học cổ truyền thì quả dứa có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng giải khát, sinh tân dịch, giúp tiêu hóa. Nước quả dứa nhuận tràng, tiêu tích trệ, nón quả dứa thanh nhiệt, giải độc. Dịch ép lá và dịch ép quả dứa chưa chín có tác dụng nhuận tràng và tẩy. Rễ của dứa thì có tác dụng lợi tiểu. Quả dứa chín thường được sử dụng để ăn giúp sự sinh trưởng, dưỡng sức, thiếu khoáng chất, an thần, chữa khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, giảm béo phì, sơ vữa động mạch, chống viêm, chữa viêm khớp, thống phong, sỏi tiết niệu. Thông thường thì người ta dùng 1/4 quả trên một ngày. Nõn quả dứa có tác dụng làm dễ tiêu hóa thịt. Người ta có thể sử dụng ướp dứa với thịt trâu, thịt bò trước khi nấu. Đối với trẻ em, người già kém ăn, nên dùng dứa ướp thịt trước khi nấu hoặc ăn tráng miệng sau bữa ăn. Hoặc là những trường hợp ăn nhiều thịt thì các bạn nên ăn dứa vì dứa sẽ giúp sự tiêu hóa tốt. Dứa cũng được sử dụng để chữa các bệnh như sốt, vàng da, chữa sỏi tiết niệu, tiểu tiện không thông, làm thuốc nhuận tràng và tẩy. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng từng bài thuốc một để các bạn dễ dàng áp dụng những bài thuốc từ cây dứa, quả dứa này nhé. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa sốt, vàng da thì các bạn dùng nón của cây dứa với liều lượng là 30-40 g, dùng tươi, giã nát, vắt lấy nước uống hoặc là sắc uống, dùng nhiều lần. Tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa sỏi tiết niệu, tiểu tiện không thông. Trong trường hợp này thì các bạn dùng quả dứa, dùng một quả, gọt vỏ thái miếng, thêm một ít phèn chua với liều lượng là 0,3 g, ninh trong 3 giờ, ăn các miếng dứa và uống nước trong ngày, dùng liền trong vòng 7 ngày. Các bạn cũng có thể dùng rễ của cây dứa với liều lượng là 30-40 g sắc uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ 3 là bài thuốc dùng để làm thuốc nhuận tràng và tẩy. Trong trường hợp này thì các bạn dùng lá hoặc là quả dứa xanh với liều lượng 50 g giã nát, ép lấy nước uống, có tác dụng nhuận tràng,
Liều cao thì có tác dụng tẩy. Các bạn chú ý nhá, liều cao có tác dụng tẩy cho nên các bạn dùng đúng liều nhá. Chỉ dùng liều 50g dùng tươi thôi các bạn nhá, lá hoặc là quả dứa xanh, giã nát mà ép lấy dịch mà uống để làm thuốc nhuận tràng và tẩy. Và các bạn lưu ý này, riêng cái bài thuốc này thì đối với trường hợp phụ nữ có thai thì không nên dùng bài thuốc này đâu nhá. Vì bài thuốc này có thể sẽ gây sảy thai, thì các bạn lưu ý cho nhá. Lá mơ lông được sử dụng để ăn hàng ngày, còn được sử dụng để chữa lị và một số tác dụng khác nữa. Thường thì chúng ta sử dụng lá mơ lông, sử dụng tươi. Theo y học cổ truyền thì mơ lông có vị hơi đắng, mùi hôi, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, làm săn. Trong dân gian thì thường truyền nhau bài thuốc dùng để chữa lị trực khuẩn bằng cách là lấy lá mơ lông với liều lượng từ 30 cho đến 50 gram, lau sạch, thái nhỏ, trộn với trứng gà, sử dụng một quả. Có người chỉ dùng lòng đỏ trứng, có người thì dùng cả lòng trắng. Sau đấy thì bọc vào lá chuối đem nướng hoặc là đặt lên chảo mà rán, không có mỡ. Chú ý là không cho mỡ. Ngày thì ăn 2 cho đến 3 lần. Ăn liên tục từ 5 cho đến 8 ngày. Thời gian điều trị trung bình là 7 ngày. Còn có bài thuốc sử dụng dưới dạng thuốc sắc để mà chữa lị amip và lị trực khuẩn từ lá mơ lông bằng cách là sử dụng lá mơ lông với liều lượng là 80 gram, cỏ nhọ nồi tươi 150 gram, lá thanh đại 30 gram, hạt cau 16 gram, bách bộ 12 gram, vỏ đại 8 gram, sắc đặc uống nhiều lần trong ngày. Người ta cũng sử dụng lá mơ lông để chữa hội chứng lị bằng cách là sử dụng lá mơ lông tươi, cỏ nhọ nồi tươi, mỗi vị là 10 gram, sắc đặc chia nhiều lần uống trong ngày. Cũng có thể sử dụng lá mơ lông để mà chữa lị lâu ngày. Để chữa lị lâu ngày thì các bạn sử dụng rễ của cây mơ lông, cỏ xeo gà cộng với mã đề sao qua sắc uống. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng lá mơ lông để mà chữa chứng sôi bụng ăn không tiêu, viêm dạ dày, viêm ruột bằng cách là sử dụng dưới dạng thuốc sắc với liều dùng là ngày từ 20 cho đến 40 gram sắc uống. Trên đây là một số bài thuốc tác dụng của cây lá mơ lông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cây trầu không đóng vai trò quan trọng đối với chúng ta và được sử dụng phổ biến trong dân gian. Trong dân gian thì lá trầu không thường được sử dụng để đánh gió rồi là chữa mụn nhọt, viêm nhiễm, còn dùng để chữa sai khớp và một số tác dụng khác nữa. Còn theo y học cổ truyền thì trầu không có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, vào các kinh là phế tỳ vị, có tác dụng là trừ phong thấp, chống lạnh, hạ khí, tiêu đờm, tiêu viêm, sát trùng. Còn bây giờ mình sẽ nói chi tiết các bài thuốc về lá trầu không này và mình sẽ chắt lọc lấy những bài thuốc nó đơn giản thực tế để các bạn có thể dễ dàng áp dụng nhé. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đi tiểu dắt. Thì các bạn có thể sử dụng phần thân lá hoặc là rễ của cây trầu không phối hợp với rễ của cây cau, mỗi vị là 10 gram, sắc uống ngày một thang, dùng vài ngày cho đến khi khỏi. Thứ hai là bài thuốc dùng để chữa viêm chân răng có mủ. Trong trường hợp này, các bạn sử dụng lá trầu không nấu thành cao để bôi. Các bạn xem phim kiếm hiệp Trung Quốc thì khi mà các bạn thấy người ta bị thương ấy, thường người ta cầm một cái lọ bột người ta rắc rắc lên ấy. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ đến các bạn bài thuốc cầm máu dưới dạng bột từ cây trầu không này nhé. Bài thuốc này là các bạn sử dụng lá trầu không cùng với hạt cau. Cứ từ 3 cho đến 5 lá trầu không thì tương ứng với một hạt cau. Hai vị này các bạn phơi khô, tán bột và để làm thuốc cầm máu. Khi nào các bạn muốn cầm máu thì các bạn dùng cái bột này.
Các bạn rắc vào những nơi mà các bạn cần để cầm máu. Một bài thuốc khá là hay, nó sẽ cho các bạn liên tưởng đến các bộ phim. Mỗi khi bị thương chảy máu thì người ta cầm một lọ thuốc bột người ta rắc rắc vào. Thì bài thuốc này đúng như trong phim luôn. Cây trầu không thì còn có nhiều bài thuốc và tác dụng khác nữa. Tuy nhiên thì mình chỉ chắt lọc ra một số bài thuốc mà các bạn dễ dàng áp dụng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cây ngải cứu được sử dụng để làm thuốc phổ biến trong dân gian, còn được dùng để làm rau ăn nữa. Cây ngải cứu có tác dụng chữa bệnh rất thực tế và hiệu quả mà chúng ta thường áp dụng. Cây ngải cứu thường được dùng để chữa kinh nguyệt không đều, đau kinh, bụng lạnh đau, nôn mửa, đi lị, thổ huyết, chảy máu cam, ra kinh, tiểu ra máu, bạch đới, đau dây thần kinh, phong thấp và ghẻ lở. Theo y học cổ truyền thì ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, vào ba kinh là can, tỳ, thận, có tác dụng là điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau, cầm máu, sát trùng. Còn bây giờ mình sẽ nói một cách chi tiết rõ ràng từng bài thuốc một về cây ngải cứu này nhé. Thực ra cây ngải cứu này cho ra nhiều bài thuốc, người ta phối hợp cùng với nhiều vị. Nhưng trong video này mình sẽ chắt lọc lấy một số bài thuốc đơn giản và thực tế thôi để các bạn có thể dễ dàng áp dụng nhé. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đau lưng cấp khi vác nặng lệch tư thế. Thì các bạn sử dụng lá ngải cứu sao lên và cho ít rượu vào. Các bạn đắp tại chỗ, đắp ngay khi còn ấm. Đấy, bài thuốc này thì khá là đơn giản thôi. Chữa đau lưng cấp khi vác nặng lệch tư thế. Thì các bạn chỉ cần lấy lá ngải cứu sao cho nóng lên và cho vào ít rượu. Và đắp vào, đắp khi mà thuốc còn đang ấm đấy. Và tiếp theo, bài thuốc thứ hai là bài thuốc xoa bóp dùng để chữa phong thấp. Thì trong trường hợp này, các bạn sử dụng ngải cứu và phèn chua, hai vị cùng sao lẫn, rồi đắp và bóp tại chỗ. Tiếp theo, bài thuốc thứ ba từ cây ngải cứu, đấy chính là bài thuốc dùng để chữa kinh nguyệt kéo dài, máu ra nhiều. Trong trường hợp này, các bạn dùng lá ngải cứu khô, 20g nước 100ml, cô lại còn 20ml thêm đường cho dễ uống, chia làm 2 lần uống sáng và chiều, uống hàng tháng, từ ngày bắt đầu hành kinh. Tiếp theo, bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa khí hư, thì các bạn sử dụng lá ngải cứu, chưng với trứng gà để ăn. Cây ngải cứu này còn cho ra nhiều bài thuốc nữa cơ. Tuy nhiên mình chỉ chắt lọc một số bài thuốc thực tế để các bạn dễ dàng áp dụng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.